Ê, điều ông, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Bỉ Địa Tạng. Con xin công cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đổ trước Đại Thế Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tất cùng đời vị lai, nhất cho đến ngày con thành Phật. Nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y, nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tất cùng đời vị lai nhất đến ngày con thành Phật. Để đời tiếp tiếp con nguyện sẽ dùng tâm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thế Địa Tạng, con vâng mong Ngài chủ lòng đại vi thương xót và chứng cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho đời đời tiếp tiếp để không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu vô sư vô thí nghiệp chướng sâu nặng, luôn mong đại thể chủ lòng thờ bi thương xót con của hết thảy tất cả chúng sinh và giao hộ cho con của hết thảy muôn loài đều được an lạc. Bỏ việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng phải để theo trừ, mong đạt được sự ổn tâm thanh tịnh, chút sáu luôn đều sẽ mau chóng thoát ly sinh tử thành đạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phẩm thứ 11, Địa Thần Ngũ Pháp, tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó Bích Kiên Lao Địa Thần bèn cuộc Đức Phật rằng: Bệ Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đỉnh lễ vô lượng vĩ đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, đủ khắp mọi loại chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát, chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bệ Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong nghiệp phù đề, những Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số khác trong trăm nghìn ước sông Hằng. Bệ Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong vùng đất của mình ở, dùng đất đá, tre gỗ và dụng các cái khám, cái thấp, trong đó có thể bạo vẽ, cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen. Thời chỗ người đó được 10 điều lợi. Những gì là 10 điều? 1 là đất cát tốt màu, 2 là nhà cửa an ổn mãi mãi, 3 là người chết đã được xây lên cõi trời, 4 là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, 5 là cầu gì không tại ý cả, 6 là không có tai họa về nơi nước và lửa, 7 là trừ sạch việc hư hao, 8 là rất hẳn ác mộng, 9 là khi ra lúc vào có thần tài hộ vệ, 10 là thường gặp được thế nhân. Bệ Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở phần đất của mình cư trụ mà có thể làm được, làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bệ Đức Thế Tôn, trong đời sau này, như có người thiện nam cải thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó là có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa, trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ thấy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề này đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre đau, gạo thóc, của báo, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong lời sau, như có kẻ thiên nam người thiên nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nhai nơi tai hà hùng nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyền thuộc của Phạm Vương, Lý Thích, quyền thuộc của Chư Thiên ủng hộ người đó. Tại sao đại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Bổ Nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa về khổ, chứng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đạo ủng hộ kết lời nói như thế.
Sam-mo-di-so-ha-ha-ha.